Nhà mới này mọi người ơi, để coi khám phá xem như nào nhé. Nhà này có thể chạy phương tiện đó. Lôi con cá voi ra bay đi khám phá thôi. Rồi zoom nhỏ lại xem toàn cảnh xem như nào nhé mọi người. Giống như một cái đảo nhỏ ở giữa biển nhỉ. Nhìn tổng thể cũng đẹp cũng sang đó mà không biết giá cả như nào nhỉ. Lát xem giá sau nhé. Nó có 3 tầng nè. Có cây cối và bể bơi trông cũng bắt mắt và sinh động đó. Ê mà hình như nhà như này cũng hơi khó để co nhà nè. Lười lười để co nhà như còi thì nhà này có vẻ hợp nè. Thôi tóm lại là nhà đẹp nha, sinh động nha, trông kiểu thiên nhiên cũng ok đó. Giờ đi soi giá xem như nào nhé. What? Ủa còi có nhìn lộn không vậy các bạn? Còi cứ nhìn ra 455 tiền sao thôi nè, mà sao cái giá gì mà nó cứ có cái thỏi gì màu vàng vàng vậy? Có tin đây là sự thật không trời? Trời đất, giá 455 thỏi vàng luôn. Không thể tin nổi luôn. Hình như 455 thỏi vàng là tận một củ ba luôn ó. Cũng rẻ mà nhỉ. Thôi cứ coi như nhà này chưa từng xuất hiện đi. Mà còi vẫn chưa sở hữu nhà 700 kim cương kìa. Vừa hay là đủ 700 kim cương để mua luôn, nên giờ coi tậu luôn nhà mới nhé. Chào mừng nhà mới về với đội của coi nha. Mà là nhà 700 kim cương, tìm giá là ok am phai, rất là ổn nha. Thôi kệ đi, dù gì cũng có mua được nhà mới rồi nha. Mà game giờ ra đồ sao mắc dữ vậy? Trời không có lại đâu nha. Thôi coi nói rồi, cứ coi như là ngôi nhà đó chưa từng xuất hiện đi, sẽ bớt đau khổ hơn. Thôi thì ai có nhà mới đó thì mình ké đi review và câu cá vậy. Vậy cho chắc nhé. Được rồi, dẹp vụ đó tạm đi. Giờ chúng ta đi khám phá hộp bốc thăm mới xem như nào nha. Có hộp bốc thăm mới nè mọi người ơi. Bốc thăm glow up. Ủa sao không thấy có gì hấp dẫn vậy? Chỉ có trang phục và có mặt VVIP nè. Tưởng sẽ có phương tiện hoặc là cần hay vợt hay búa cơ chứ. Chắc còi đi mở mấy hộp kia thôi. Được rồi, còi sẽ chọn mở hộp cô gái bubble pop, mở cái vợt bọ mới nhé. Này, ra lâu rồi mà còi chưa có mở nên giờ mở luôn nhé. Ok, để còi lau tay rồi xịt nước hoa vào tay mở cho thơm nè. Cầu trời cầu đất hay thương con độ cho con ra vợt này nhé. Đổi nhạc cho kịch tính nha các bạn. Từ từ, để coi suy nghĩ xem coi có làm gì sai với cuộc đời không, xui quá vậy. Ra tận 5 giày luôn. Chắc đi hồi phục nhân phẩm quá. Còn 5 vé đi bốc nốt hộp mèo tay đua nha. Lần này chắc vẫn xui vậy đó. Game tàn ác với coi lắm mà. Nội thất ơi đừng ám tao nữa coi. Nữa, hết muốn nói. Được cái ba lô mèo tay đua. Tạm chấp nhận vậy mà vẫn chê nhé. Mũ bảo hiểm mèo tay đua. Cũng ổn. Rồi hết 15 cho hai hộp bốc thăm mà như cái quần què vậy đó. Nhân phẩm hôm nay bị làm sao ấy nhỉ? Mới cập nhật xong mà xem nhà mới giá hết hồn. Rồi đi bốc thăm ra 5 giày một lúc rồi toàn đồ nội thất. Ok am fine. Để coi nhận quà bảo trì xíu. Thôi được rồi, dẹp hết mấy vụ này sang một bên đi nhé. Nghe nói nhà mới có cá mới đó các bạn. Giờ chúng ta đi khám phá xem như nào nha. À, các
bạn xem video thì hãy ấn like và đăng ký kênh ủng hộ Còi nữa nhé. Đừng quên bật chuông thông báo để có thể xem được video mới nhất từ Còi nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Để trước khi câu cá mới, Còi phải đi săn rồng một xíu nhé. Vì Còi còn thiếu rồng vương miện nữa nên giờ vẫn miệt mài đi săn nè. Cái bóng 6 phình lên hú hồn. Ở bản cập nhật mới này, rồng xanh thần bí vương miện được tăng tỷ lệ xuất hiện đó. Tranh thủ câu đi các bạn ơi. Con đó hình như trước nó không có được game cho xuất hiện hay sao ấy. Chưa thấy ai lên luôn nên giờ game tăng tỷ lệ rồi nè. Úi chà, Còi đổi nhạc cho thư giãn nha. Rồi luôn, không thèm đội vương miện luôn. Mà đúng bóng 6 này Còi kéo từ trước đến nay lần đầu thấy nó kéo liên tục mà nhanh luôn đó. Kéo chưa được 1 phút là lên luôn rồi. Rồi kéo bóng 6 vậy cho có tinh thần đi săn cá mới ở nhà mới thôi. Có hai loại cá mới chỉ xuất hiện ở nhà khu nghỉ dưỡng mới này thôi nhé các bạn. Đây nè, nhìn cái bóng cũng biết là con gì rồi nè các bạn. Là hải cẩu đó, em nó có hình dạng như này nè. Nghe nói là bóng 4 nhé các bạn. Cũng chắc là bóng 4 thật vì tất cả mọi loại hải cẩu đều là bóng 4 hết nha các bạn. Ủa, hải cẩu mới vương miện không phải nền VVIP luôn. Còn đây là cá mới thứ hai nè. Hình như em này là cá nóc ấy. Nghe nói em này là bóng 2 hay sao ấy. Vì cá nóc thì nhỏ và chỉ có bóng 2 là hợp lý nhất thôi. Đây nè, là hình dạng của em nó nhé. Cá nóc 6. Được rồi, chúng ta đi săn thôi. À, còn có một điều siêu kỳ lạ ở trong nhà này nữa là có bạn nói nhà này cũng có bóng 6 các bạn ơi. Là các bạn đó dùng mồi luyện tập câu ở đây cũng có bóng 6 xuất hiện đó. Để Còi thử nha. Rồi đúng, có bóng 6 xuất hiện thật nhưng pha ke nhé các bạn. Vẫn chưa thấy tin tức có ai lên bóng 6 thật ở đây cả. Còi nghĩ chắc có thể sau này game cho bóng 6 mới xuất hiện ở trong nhà này đó nên mới lộ chút manh mối như này chứ. Thôi kệ đi, lên bóng 6 thật lúc nào ở đây thì tính tiếp vậy. Giờ săn hải cẩu mới thôi các bạn ơi. Lên bóng 4 rồi nè. Hải câu thì các bạn chỉ cần di chuyển ra ngoài xa nơi biển khu nghỉ dưỡng trong nhà mới này là câu được nha. Và nó là bóng 4 đó. Lên cá kiếm mới thú vị chứ. Cũng ổn. Nói chứ hải cẩu cũng thuộc dáng cá hiếm nên chắc cũng khó câu lên ấy. Hên xui thôi à. Nữa nè các bạn, không biết lên con gì nữa đây. Cái what the fuck gì vậy? Lên gì lên lần hai luôn vậy? Không biết ở đây có nhiều loại bóng 4 cũ không chứ mà nhiều là hải cẩu đốm bị cạnh tranh cũng nhiều đó nha. Khó câu lên, bóng 4 lần 3, không biết con gì nữa hay là cá kiếm nữa đây. Chứ nhân phẩm Còi hôm nay hơi thấp rồi đó. Có luôn cá heo bụng trắng nè các bạn. Vậy là phát hiện hai cá bóng 4 cũ cũng có ở đây nha. Không biết còn con khác không nhỉ? Nói chung là hải cẩu cũng khó câu lắm. Mà nó chỉ xuất hiện mỗi ban ngày nên câu ban ngày ở đây xong ban đêm các bạn vào hồ bơi khu nghỉ dưỡng ở trong nhà ấy để câu nha. Đây nè, có bạn đã câu lên được hải cẩu đốm từ nhà này nè các bạn. Mình lục ảnh bạn này trên group game đó. Ước cũng câu lên như bạn này ghê. Vị trí câu cá nóc 6 là các bạn lên bên trên cái bể bơi ở tầng 3 nhé. Khi câu các bạn để ý bên trên cùng tay trái màn hình ấy. Nó hiện hồ bơi khu nghỉ dưỡng là đúng vị trí rồi nha. Còi cũng chưa rõ nó là bóng 2 hay là bóng 3 nữa nhưng với kích thước cá nóc 6 nhỏ lắm nên Còi đoán nó là bóng 2 nhé, nên mọi người câu cả bóng 2 và 3 xem như nào nha. Còi câu mãi mà vẫn chưa thấy tung tích cá mới đâu cả. Vẫn có cá mới nha nhưng nhân phẩm của Còi hôm nay tệ quá nên mở hộp cũng xui, câu cá cũng xui nên chắc Còi dừng video để hồi phục nhân phẩm đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nhé. Nếu thấy video hay thì hãy ấn like và đăng ký kênh ủng hộ Còi nha. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo của Còi nhé. Bye bye.